im nhìn em xa rời. Tất cả đều có cái sự chuẩn bị hết và tôi nghĩ rằng đây là một cái phần mà Hóa Thân giống nhất từ đầu đến chuyện nhiều. Đã khuya rồi vẫn ngồi đêm sao, sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai. Mà cái điều đó nó đáng yêu vô cùng luôn, nó dễ thương lắm lắm. Anh rất là bất ngờ với cái sự Hóa Thân này của em. Cô ơi, đến bao giờ mới được có em? Đến bao giờ thấy được cầu vồng? Tôi ngồi dưới đêm lạnh vắng, hỏi vì sao tôi lại khóc giờ mới biết đâu là yêu. Like that. So come come honey, go set shine like the star. Could you show the chim meow, I kiss you goodbye. Đầy năng lượng, nó hừng hực khí thế. Dĩ nhiên bây giờ Lâm Jun làm sao mà ép cái mình nó lại cho nhỏ được bằng như Jenny được, đúng không? Thôi hả? Dạ, nhìn anh đi rồi nhìn em này. Nhìn anh đi rồi nhìn em này. Ôi, hay quá. Sáng tạo quá. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Này ghê nhá. Dạ. Tại sao mà cái đùi cỡ kia mà lăn lộn cũng khéo lắm. Có kém cạnh gì đâu nhỉ. Giỏi quá. Look up in the sky, it's a fur, it's a flame. Yeah xin chào mọi người ạ. Tôi người hỏi dạo gần đây Hà lên cân này, nhưng Hà trả lời không. Xin lỗi mọi người thông cảm cho Hà. Hà mới sinh xong. Bạn làm rất là duyên. Và cái quan trọng là tất cả mọi người khi mà xem tiết mục này của em đều rất là thích. Nhờ có những cái phần cuối cùng như thế này thú vị, làm cho anh cảm thấy là à, cái ngày hôm nay rất là vui. Hát giọng của Hồng Hà cái đoạn đầu lại rất giống cơ. Và Long Chun là người rất là thông minh, rất là nghiên cứu nhân vật và chỉ nhặt ra một vài cái chi tiết đắt giá nhất của nhân vật ấy và khắc họa ra và bao giờ cũng làm quá nó lên. Chỉ cần vài nét thôi nhưng mà trông rất là giống. Phải nói là tôi rất thích tiết mục của Long Chun. Đây là một tiết mục cực kỳ giải trí luôn. Anh rất thích tiết mục này. Sorry người hãy quay về. 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 Về đây đây đây. Bản thân bạn ấy là diễn viên đó chị Xuân, cho nên là bạn ấy có cái sự lanh lợi và duyên dáng. Khi bạn ấy hóa thân thành bất kỳ một cái nhân vật nào, đặc biệt là khi phải hóa thân thành những ca sĩ nữ á, duyên lắm. Hôm nay là một cái màu sắc cũng là nữ nha, nhưng mà là một màu sắc hoàn toàn khác. Nghĩa là cười nhưng mà cũng giật giật giật. Cái đó là cái nét của chị Khuê hay là... Chị Khuê không giật, em duyên quá em giật. Tiết mục này rất là giải trí. Phải nói là không chỉ giải trí từ giọng hát mà giải trí luôn cả cái dàn dựng, cái biểu diễn. Vẫn rất là thích Long Chun. Thành ra từ đầu đến giờ ấy, điểm của bạn luôn ở top 1, top 2 là nó không phải là vô lý đâu. Bạn thực sự là một người có tài năng. Và đúng là gương mặt thân quen mùa này có một cái thí sinh như bạn là một sức hút rất là tốt.
và cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Và mình cũng xin dành lời khen cho bạn. Thơm thơm cái nồng tóc vương hàng cây hay hay mà làm má thắm làm môi son cặp ba la xinh càng xinh. Vì lý do sức khỏe, Long Chun chàng trai duyên dáng và tràn đầy năng lượng luôn mang lại tiếng cười cho khán giả đã không thể tiếp tục cuộc thi. Mong quý vị khán giả vẫn sẽ luôn đồng hành và ủng hộ Long Chun trên con đường nghệ thuật sắp tới ạ. Nếu mà mọi người theo dõi đều 4 số vừa qua thì đã thấy là tôi đã dành cho Long Chun tình cảm như thế nào. Vừa ngưỡng mộ sức lao động và cái sức sáng tạo của bạn ấy. Và cũng mến yêu tinh thần hài hước và fair play của bạn ấy. Rất là mong Long Chun khỏe mạnh và bạn sẽ sớm trở lại với khán giả mến mộ. Trong đó có cả tôi nữa.